chích thấp vô chém thấp chín nhiều dữ hả, chích một ống vậy đó hả? Sao nay mua ít vậy hả chị Hải? Có đi có hơn vui. Dạ hả? Dù được nhiều thì nhiều. Ủa, chích nhiều chỗ vậy hả chị Hải, chứ phải chích một chỗ hả? Đâu có, chích nhị nó không hương muối. Vậy đó hả? Ừ, chích vô mấy cái sơ, chỗ mấy cái sơ. Ủa, hôm nay là con của chị Hải nữa hả? Rễ hả? Rễ. Dạ hả? Rễ tư. À, tự không thấy, nay mới thấy. Chứ thì làm chích có một chỗ mà à? Còn có, sao chích vậy bao nhiêu hương muối hết? Sao? Không được. Chích chỗ nó không sơ này nè, chỗ nó sơ này nè, nó không vô muối. Vậy hả? Ừ. Là sao biết chỗ nào không sơ? Biết chứ, nè, mấy chỗ lép này nè. Vậy đó hả? Ừ. Nè, mấy cái đầu này nè. Là cho nó cứng lại hay sao chị hả? Không phải cho cứng, cho nó chín chai. Không, ý là như giờ chích đi cho chỗ cái muối là nó cứng phải không? Ừ, là nó không hư muối của mình. Vậy đó hả? Ừ. Cái này là thuốc này chắc chị hai pha rồi phải không? Còn lúc trước anh xin chích là chích chú nguyên chắc luôn, bởi vì chích một mũi một à. Này pha. Này pha. Nhưng mà mày chai nhiều. Mua chai không biết anh Sinh mua như em quên rồi, còn anh Sinh là không có pha nước gì hết trơn á, để như vậy luôn á. Pha. Pha bởi vì chị pha hết đâu, để tay chân sao mặn nổi trời. Thì bởi vì là sao nó cứng lại hả chị? Chị ai pha hư móng hết, ý là. Ủa chị hư móng nè. Bởi vì chị hai pha, bởi vì chị hai chích nhiều chỗ, chứ còn lúc trước tụi em chích có một chỗ một à. Ngộ. Chích một mũi một à, cứ một trái là chích một mũi, trái chích một mũi một. Là mũi trái nhỏ thì. Mà ăn có độc không chị hai? Không. Cái này chén trái chứ thấy không à. Vậy đó hả? Cái này ta đem qua ta sấy lại nữa mà, đâu phải sấy nhưng mà người ta giữa 5-7 lượt lắm mà. Vậy đó hả? Cái này nó vô đông rồi phải không? À. Đông rồi nó xả đá. Nó xả đá cho ráo hết rồi bắt đầu nó mới cân. Vậy đó. Cân xong rồi về cái công ty nó xả lại nữa. Sấy nữa, nó sấy. Nó xả lại xong nữa. Nó vô bồn xả nữa, nó xả 5-7 lượt vậy đó. Rồi nó mới đưa lên cho ráo rồi nó mới sấy. À. Nó vô còn sấy đâu còn gì nữa đâu mà cái mà thuốc này đâu có ấy đâu, thuốc này nhà hơn à. Vậy đó hả? Thuốc này chín trái không à, đâu có gì đâu. Cái này là mít sấy mà chứ đâu có cái này là mít này, mít nhà đây, mít ấy nè phải không, mít ấy chứ không phải là mít cái đó đó mà. À. Mít này là mít lột mà, mít lột là mít sấy mà chứ đâu phải mít di linh để mình ăn đâu. Mít di linh mà ăn chết chị chắc chết quá, ăn chết quá đâu có đâu. Thái thơm tôi không có, thái thơm có chết, cái này là chỉ chích mà trái thơm chích tư hết à, cái này là chích